Đồng hồ Vang Vọng xin được kính chào tất cả các bác. Thấy các bác đi sắm đồng hồ đeo tay chơi Tết rất là nhiều. Thế nên em cũng nên luôn cái bộ sưu tập em mới về. Rất là nhiều chiếc độc đáo đẹp để các bác nên tay đi chơi Tết này. Hoặc là các bác đi họp hành làm việc này. Rất là phù hợp, nhiều mẫu. Quan trọng nhất là đều là những chiếc mà em đã tuyển chọn rất là kỹ. Những chiếc chất lượng rất là tốt để các bác nên tay sở hữu. Bây giờ em xin được giới thiệu đi sơ qua từng chiếc một nhé. Đối với hàng bên trên này thì sẽ là những cái mẫu size tiêu chuẩn, đó là 34,5 này đến 34-35 này. Còn bên dưới này sẽ là một cái số mẫu size đại của dòng vintage các bác nhé. Các bác biết rồi, những cái size 36 trở nên là những cái size rất là to của hàng xưa và cực kỳ là ít, đúng các bác. Em xin được đi sơ qua từng chiếc một. Đầu tiên, trên tay em đang cầm đây là một em Rado nhé. Một em Rado Golden House, thiết kế vỏ thép trong cái tình trạng xuất sắc cao cả. Chiếc này size 35, khóa zin các nhá. Đấy, khóa zin của thương hiệu Rado này. Về cái thiết kế thì đây sẽ là một cái mẫu thiết kế mặt chải tia các bác nhá. Mặt chải tia này các bác nhìn này. Khi em di chuyển thì các bác sẽ thấy những cái phần tia chạy dọc xung quanh cái phần mặt số này các bác nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Kính zin có logo đầy đủ. Đây, em cho các bác xem luôn. Đấy, các bác phải thấy được cái phần hình mỏ neo ở ngay giữa cái phần trục kim rồi, đúng không ạ? Rồi, tên logo thương hiệu Rado này, Golden House. Một cái bộ mặt số trong cái tình trạng xuất sắc các bác ạ. Chưa qua spa hay vẽ lại. Nịch đỏ các bác nhé. Chiếc này sẽ có hai cơ chế, đó là một cơ chế rút đầu tiên để các bác chỉnh nịch, cơ chế thứ hai để các bác chỉnh kim giờ. Nguyên vân sớ các bác nhé. Nói chung là nguyên vân sớ núm zin. Một cái mẫu thiết kế các bác gọi là thép tây, rất là nịch nã và bền bỉ chắc chắn, đúng các bác. Chiếc này mức giá rất là tốt, tầm khoảng hơn 5 triệu một chút thôi là các bác đã sở hữu được rồi. Đấy, khóa zin nhá. Rồi, đấy là chiếc Rado. Đều là thiết kế đã là hàng Thụy Sĩ thì em cũng nói luôn các bác nha. Hàng Thụy Sĩ thì hầu hết đều có chức năng hỗ trợ nên có tay. Và tất nhiên rồi, đây là một chiếc đồng hồ automatic các bác ạ. Tiếp theo đó thì em sẽ có cùng cái phiên bản như thế, cùng cái form dáng như thế. Nhưng chúng ta sẽ có một cái mẫu thiết kế bọc vàng các bác nha. Có khác gì nhau không các bác? Không khác gì nhau, đúng không ạ? Form dáng là một, khác nhau mỗi chất liệu thép hay là bọc vàng thôi. Chiếc bọc vàng này cũng là size 35, máy tự động. Thiết kế các bác nhá, vẫn là mặt trắng chải tia, nhưng ở đây các bác có thể thấy đây, chúng ta sẽ sở hữu đó là cái gì ạ? Bộ kim cọc số sẽ được thiết kế là kim cọc số vàng các bác nhá. Logo đầy đủ đây. Tên logo cũng là tên logo màu vàng luôn. Tùy theo phiên bản thì thương hiệu Rado người ta sẽ sản xuất theo đúng với cái form màu sắc tương đồng, như màu sắc của bộ thân vỏ này sẽ tương đồng với màu sắc của cái bộ kim bộ cọc số luôn các bác. Vẫn là cơ chế dịch đỏ này. Thiết kế các bác nhá, vẫn là một chiếc trong cái tình trạng xuất sắc. Nguyên vân sớ chạy dọc hai bên, núm đầy đủ các bác nhá. Hình màu neo này. Chiếc này cũng thế, cũng có một cái phần khóa zin các bác nhá. Một phần khóa zin. Mỗi đời chúng ta sẽ có một cái phần khóa riêng biệt các bác nhá. Nên là các bác đừng hỏi em sao chiếc trắng của đời này khóa kiểu khác, chiếc này này khóa kiểu khác. Tùy theo từng năm sản xuất các bác ạ. Đấy. Rồi, thiết kế của một chiếc bọc vàng này các bác này. Nguyên vân sớ nhá. Đấy, bác nào thích chơi hàng nguyên vân sớ gọi là hàng nót thì sở hữu cho em chiếc này và chiếc màu trắng kia. Chưa qua spa các bác ạ, nhìn gần như là mới đúng không các bác. Mặt chải tia thì không chê đâu rồi. Đây các bác nhìn này, tia sáng bắt rất là tốt, tạo nền cho cái bộ kim cọc số. Rồi, chiếc này thì hơn 8 đồng một chút thôi. Tiếp tục qua chiếc thứ ba. Ở đây thì em đang sở hữu đó là gì ạ? Một chiếc đến từ thương hiệu Long Zin. Một chiếc Long Zin cơn quét 3 sao. Tất nhiên rồi, dòng cơn quét này các bác sẽ nhắc tới. Có đấu cá chép không em? Có chứ các bác. Chiếc này có cả phần đấu cá chép đúc ở bên dưới đít các bác nhé. Tí nha, cho các bác xem phần đít. Đây các bác này, vẫn là một thiết kế. Chiếc này sẽ được thiết kế gọi là dạng là một mẫu thiết kế gọi là cạp gôn. Người ta sẽ sử dụng một miếng vàng mỏng, người ta ép vào cái thân của chiếc đồng hồ này, chứ không phải là bọc toàn thân đâu các bác nhé. Về cái thiết kế thì đây sẽ là một cái chiếc mặt chải tia. Mặt chải tia nó sẽ những cái phần tia các bác nhìn này, những cái phần tia nó sẽ xuất phát từ hai đôi cánh hai bên, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Longines các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ có dòng chữ Longines này, biểu tượng đồng hồ cát hai đôi cánh này, bên dưới sẽ là dòng chữ cơn quét automatic. Tất nhiên rồi, đồng hồ tự động mà các bác. Rồi, chiếc này size 35. Size 35 không nịch, rất là to đúng không các bác? Thường thường là những chiếc cái size 35 nó có nịch thì nó mới to, nhưng đây là không nịch, đã thiết kế đời rất là to, đúng không ạ? Rồi, núm zin các bác nhá, núm zin. Thân vỏ còn trong tình trạng các bác có thể tự nhìn cái video các bác cảm nhận xét này. Rất là nét luôn. Nói chung là có một chút cái sức sắc nông mèo nhưng mà không đáng kể các bác nhá. Đây. Form rất là khỏe luôn các bác ạ. Bộ kim thiết kế đặc trưng của thương hiệu Longines, không thương hiệu nào lẫn được cái bộ kim này các bác nhá. Có thể gọi là cái bộ kim hình tháp cũng được các bác ạ, không lẫn đâu được. Đấy. Xuất sắc đúng không các bác?
Ê, bây giờ em tháo cái phần đít ở bên dưới ra cho các bác xem nhá. Các bác thích xem đấu cá chép à? Có ngay đấu cá chép cho các bác xem luôn. Và đây sẽ là đấu cá chép bên dưới đây các bác này. Đây, đấu cá chép đây, đấu cá chép các bác đây. Đáy thép các bác nhá. Tất nhiên rồi, chúng ta chỉ có một cái phần đấu thôi các bác này. Nong zin automatic. Đấy, với dòng chữ Waterbow. Thực ra Waterbow từ lúc người ta sản xuất ra thì còn chống được nước, nhưng đến tận bây giờ thì qua bao nhiêu năm tháng rồi các bác ạ? Mấy chục năm rồi thì em khuyên các bác là hàng xưa không nên dùng nước các bác nhé. Một cái phần đấu bằng vàng đúc các bác nhé, chứ không phải là thiết kế bằng kim loại xong bọc vàng hay mạ vàng đâu. Đây là một cái phần đấu vàng đúc các bác nhé, rất là dày các bác này, cực kỳ là dày này, các bác nhìn xem. Đấy, dày tịch nhìn các bác nhé, nguyên một cục vàng đấy, chứ không phải là bọc vàng hay mạ vàng gì đâu. Đấy, đấu cá chép của các bác ấy nhá, thỏa mãn đúng không các bác? Đã là cơn quét thì phải có đấu cá chép. Trước này thì cái mức giá cũng khá là tốt các bác ạ. Em bác nào tầm khoảng hơn 14 đồng gần 15 đồng là các bác sở hữu được chiếc này ngay. Tiếp tục em sở hữu đây là một chiếc hàng thương hiệu 4 sao các bác nha, một chiếc vàng đúc 14K toàn thân. Đó. Thiết kế form siêu siêu mỏng các bác nha, càng dài thon đẹp siêu siêu mỏng luôn. Size 34 thôi, nhưng mà các bác nên tay thì nó sẽ giống tương tự như một chiếc size 35 hoặc 35,5. Vì sao? Vì thiết kế mặt tròn các bác ạ, thiết kế mặt tròn. Đấy, các bác biết thương hiệu nào chưa? Em phóng to cái phần chữ logo lên cho các bác dễ nhìn nhá. Đây, Jagger Elecun đúng không? Đấy, tùy theo cách gọi của các bác có thể gọi là GNC cũng được, hoặc là theo các bác cách gọi của các bác nó hợp lý nhất, đúng không ạ? Nhưng mà em cứ đọc theo cái tên dịch trực tiếp của là tiếng Việt Nam mình qua cái tên logo thương hiệu này. Thường thường các bác hay dịch các bác sẽ là hay bảo là đây là một chiếc GNC. Nó rất là tóm tắt như kiểu là IWC đấy. Đấy. Thế cái rất thân cực kỳ là xuất sắc các bác nhé. Quá đẹp luôn. Đây, núm có biểu tượng logo đặc trưng trên cái phần logo của cái phần mặt số các bác nhé. Mặt trải tia. Thiết kế đây không phải là một thiết kế nó tối giản hay đơn giản các bác nhé. Đây là một cái mẫu thiết kế rất là sang. Vì sao? Bố cục của cái phần mặt số người ta thiết kế trục tung hoành để thể hiện cái độ tỉ mỉ của cái mặt số rồi. Thì tất nhiên là cái phần cọc số thì người ta sẽ thiết kế rất là thanh mảnh để giúp cho cái phần mặt số nó nổi bật, nó kết hợp với nhau hài hòa. Và người ta tôn lên cái vẻ đẹp của cái logo cũng như cái tên logo của thương hiệu các bác ạ. Bên dưới cùng chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade để các bác này, không thể thiếu rồi đúng không ạ? Rồi, đúc 14K. Em thấy các bác chiếc này đeo lên sướng cực kỳ luôn, là sướng luôn. Siêu mỏng dính, siêu mỏng dính. Chiếc này sẽ là cót tay các bác nhá. Vì thiết kế mỏng này chỉ có cót tay thôi các bác ạ. Triện chiếc đầy đủ ở bên trong này các bác nhá. Mở nắp đi ra các bác sẽ thấy triện 14K đầy đủ. Một chiếc GNCO trong cái tình trạng Jaguar NCO. Đấy, trong cái tình trạng rất là xuất sắc. Em đọc nó hơi thi thoảng em mới có một chiếc hàng thương hiệu này, nếu khi đọc nó cũng hơi sai sai tí thì các bác thông cảm giúp em. Cứ gọi là GNC đi. Đó. 14K các bác nhá. Em này thì 21 triệu là các bác sở hữu được em này luôn. Quá đẹp luôn. Tiếp tục. Lại tiếp tục một em nong zin các bác ạ. Một em nong zin bọc vàng toàn thân 10K. Ui, em này xuất sắc luôn. Em này size 35 các bác nhá. Chứ không phải 34,5 đâu. Size 35 này, mặt vàng mỡ gà chảy tia này, bọc vàng toàn thân 10K gold fin. Đấy. Trước hình như có bác nào nhắn tin em là có nong zin bọc vàng toàn thân 10K mà đẹp đẹp không nhỉ? Có đấy các bác. Đây. Chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế đó là gì ạ? Nong zin đô đốc 5 sao Ademy. Đây các bác nhìn này. Một phần mặt số mỡ gà chảy tia quá hoàn hảo xuất sắc luôn. Nong zin này, automatic này, Ademy này, 5 ngôi sao lấp lánh này các bác này. Đấy, onyx màu trắng nhá. Màu trắng số đen để làm nền nổi bật cho cái phần mặt số này. Xuất sắc. Núm zin các bác nhá. Núm zin chúng ta sẽ có biểu tượng đồng hồ cát đôi cánh này. Chiếc này thiết kế khá là mỏng đấy các bác nhá. Đấy, quan trọng là cái phần thiết kế bộ thân vỏ cũng như cái bộ mặt số nó còn trong cái tình trạng là xuất sắc, phải gọi là xuất sắc để các bác lên tay. Vì lâu lắm rồi cũng có trên thị trường cũng có, nhưng mà ít chiếc được đẹp như thế này các bác ạ. Bên dưới đây, bây giờ chúng ta sẽ có cái thông số các bác nhá. Đây, các bác nhìn giúp em này. Đấy, 10K gold fin nhá. Nghĩa là bọc toàn thân bằng vàng 10K. Rất là giá trị đúng không các bác? Chúng ta nắp đáy thì tất nhiên rồi, hàng xưa thì có một chút sức sắc nông mèo, nhưng đây là quá đẹp từ các bác ạ. Vì bên em thì em sưu tầm hàng là phải hàng chuẩn, hàng đẹp, không chơi hàng spa qua lại vỏ các bác nhá, mất giá trị lắm. Rồi,
Trước này cũng thế, khoảng tầm giá hơn 14 đồng, gần 15 đồng là các bác sở hữu được cái em này rồi. Của em đang zin automatic à, quên. Em này thì sẽ có cái chức năng gì ạ? Thập niên em này cái khởi xuất khoảng thập niên những năm 70 các bác nhá. Vì sao? Vì đã có cái chức năng hacking stop. Đấy, rất là tiện lợi để các bác sử dụng nhá. Nút ra kim dây sẽ dừng để các bác chỉnh. Tiếp tục, ở đây thì em sẽ có một em Omega. Một em Omega 34.5. Xài quá là kinh điển tiêu chuẩn rồi. Máy 552, một cái bộ máy nổi tiếng. 552 này, 562 này, hoặc là 561 đều là cái bộ những cái bộ máy nổi tiếng của thương hiệu Omega. Nói tới Omega là các bác biết rồi đúng không ạ? Máy bán nguyệt vàng hồng, quá xuất sắc rồi. Vẫn là một mẫu thép tây các bác nhá. Mặt trải tia. Đây, mặt trải tia đây các bác này. Kính logo đầy đủ này, mặt trải tia này. Logo cũng như tên logo thương hiệu của thương hiệu Omega được thiết kế nằm nổi các bác nhá. Chữ Simaster sẽ ở trên góc 6 giờ. Switch mate đầy đủ các bác này. Núm zin, một cái mẫu thiết kế vỏ thép. Size này nó gọi là size kinh điển, nó form mẫu kinh điển của đời Simaster các bác ạ. Còn đời công tê thường thì các bác hay biết tới đó là gì ạ? Mặt quái, đúng không ạ? Còn riêng với Simaster là phải form như này. Form thiết kế càng mỏng thon dài, rất là ôm tay luôn. Thép toàn bộ mà các bác. Bên dưới sẽ có một cái phần đấu hải sư các bác nhá. Đặc trưng của đời Simaster rồi. Đây, hải sư của các bác đây. Không đẫn đi được đúng không các bác? Đối với em Omega này thì hơn 11 đồng một chút thôi là các bác đã sở hữu rồi. Bộ máy của nó đẹp lắm. Bác nào cần chi tiết em gửi bộ máy cho các bác xem nha. Máy căng luôn. Máy 552 khỏi chơi, chạy cực chuẩn. Rồi, chúng ta kết thúc hàng trên nhé. Hàng trên là một hàng size từ 34.5 đến 35. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua xuống size to hơn một chút nhá. Ở đây thì đầu tiên nên cho bác một em size to đi. Em này quên cũng chưa kịp đo. Xem nào. Đây các bác nhá, em này rơi khoảng size 37 các bác ạ. Một em Rado Greenhouse Dulux size 37, bọc vàng, mặt vàng mỡ gà, toàn vàng rồi các bác ạ. Ngay từ cái phần thiết kế của cái bộ mặt số đã độc đáo rồi các bác nhìn này. Kính zin có logo các bác nhá. Mặt số vàng mỡ gà chảy tia các bác nhìn này, những tia sáng nấp na nấp nánh nhìn thích không các bác? Quá thích đúng không ạ? Đặc trưng rồi. Hình mỏ neo đặc trưng của thương hiệu Rado. Chữ Rado này. Dòng dưới chúng ta sẽ có hai chú cá ngựa xanh này, còn là đời Greenhouse Dulux là một cái phiên bản rất là sang, người ta ghi thêm cái chữ Dulux vào cho nó sang lên đúng không ạ? Vì nó đã thiết kế sang rồi thì người ta cũng muốn cho thể hiện để các bác biết thì người ta sẽ ghi phần mã số. Swiss made này. Rồi. Thân vỏ rất là đẹp luôn nhá. Núm đặc trưng này, hình mỏ neo đặc trưng các bác ạ. Xuất sắc các bác nhá. Nói chung là thân vỏ của chiếc đồng hồ này còn trong cái tình trạng rất là nét, có thể gọi đây là một chiếc hàng nót đuổi các bác ạ. Một chiếc hàng nó xuất sắc các bác ạ. Thông số chuyện bên này đầy đủ các bác nhá. G20, bọc 20 microlon. Phải nói là những chiếc size to như này, bác nào tay to một chút mà thích hàng cổ thì đây là một chiếc rất là lý tưởng để các bác sở hữu đấy các bác ạ. Đúng không ạ? Đây, một chiếc quá hoàn hảo. Cho các bác ngắm nhìn này. Em này thì mức giá vừa phải thôi các bác. Em này thì em đang để giao lưu với mức giá đó là gần 11 đồng một chút thôi là các bác sở hữu được em này rồi. Tiếp tục các bác nhá. Ở đây em sẽ có một em nong zin. Một em nong zin đây, size này cũng xem là size này là size 37 các bác nhá, em 37 này. Vừa nãy em này nó phải rơi vào khoảng size 38 các bác ạ. Em này size 37, em này size 38 đấy nhá. Một size quá là lớn rồi. Big size, gọi là big size của thương hiệu Ado. Một em nong zin ultra sấm sét, mặt trải tia trục tung hoành, không còn cái gì để mà nói về cái mặt số đây các bác ạ. Nó quá là kinh điển của thương hiệu nong zin rồi. Dây nụa nhá, dây nụa zin này, quá zin, biểu tượng đôi cánh đây, zin hết, test đẹp 100%, núm zin, thiết kế vỏ thép nhá, thép trắng nhìn rất là lịch lãm và khỏe đúng không các bác? Về cái thông số của cái bộ mặt số một chút các bác nhá, chúng ta sẽ có trục tung hoành này, đấy, biểu tượng nong zin này, ultra sấm sét này, switch mate này. Nó vẫn là cái mẫu thiết kế điển hình rồi. Đã trên mặt số thì người ta phải ghi hết tất cả mọi thứ luôn các bác. Ở đây chúng ta sẽ có trục tung hoành để thể hiện cái gì ạ? Cái độ tỉ mỉ chuẩn xác từng mm trên cái bộ mặt số. Đấy các bác hiểu em như thế. Thân vỏ trong tình trạng xuất sắc các bác nhá. Có một chút cái vết xước xác nông mèo nhưng mà nói chung với các bác là nó quá đẹp các bác ạ. Quá đẹp luôn. Không có điểm gì để các bác có thể chê được đâu. Xuất sắc đúng không các bác? Size 37.5 nữa, 37 đi cho nó dễ. Các bác lên tay cực đầm luôn nhá. Tay bác nào to to tí nền tay cực kỳ là khỏe luôn. Rồi,
Đối với em này thì em xem nào, em lại quên mất giá rồi. Thì bác nào thích em này thì IB gọi là nhắn tin qua cho em hoặc là gọi điện cho em nhé, em hỗ trợ các bác cái phần giá. Đến em Omega, một em Omega Seamaster 5 dòng chữ. Các bác thường thấy là công tê mình có 5 dòng chữ đúng không các bác? Nhưng mà để Seamaster 5 dòng chữ các bác ạ. Xem nào, em này size bao nhiêu đây? Rồi, em này sẽ là size 36,5 các bác nhé. Size 36,5 của Omega có ít không các bác? Quá ít luôn đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề đây là một cái bộ máy, nó chạy với cái bộ máy của đời công tê các bác ạ. Chỉ có công tê thì mới có cái chứng chỉ chronometer đúng không các bác? Nhưng mà đối với đời Seamaster mà chúng ta đã có cái chứng chỉ chronometer thì quá là hoàn hảo, quá là tuyệt vời các bác ạ. Đây, mặt chảy tia xoáy tròn các bác nhá. Logo nổi này. Đấy, chữ nổi màu vàng này. Chúng ta sẽ có dòng chữ automatic này, chronometer này. Quan trọng nhất là cái dòng chữ chronometer là những chiếc đồng hồ đã được kiểm định thời gian. Chiếc này phải nói các bác là gần như hàng nót luôn. Nguyên vân sớ chạy dọc nhá. Đây sẽ là những cái phần vân sớ chạy dọc này, hai bên hông chạy dọc xuống, hai bên càng chạy dọc ngang. Phần này sẽ là phần vàng thiết kế bóng, chứ không phải các bác bảo này chiếc đồng hồ này bị xước thế là sai nhá. Đây là nguyên vân sớ của nó. Có một số chiếc mà các bác thấy mà nó cứ bóng nộn này thì là chắc chắn là mất vân sớ rồi. Núm zin này các bác này. Đấy, núm zin. Hai chức năng các bác nhá. Chiếc này đã có cơ chế nịch giật. Em không nhầm thì đây là một chiếc sở hữu cái bộ máy 564 các bác ạ, 564 nịch giật. Nói chung là form dáng rất là ôm tay, đầm, to, đẹp, nét. Đấy, khóa zin nhá. Khóa zin bọc vàng. Rồi, em này thì em đang để giao lưu với mức giá là hơn 20 đồng một chút thôi. Rất là dễ để các bác sở hữu được một em Omega, hàng thương hiệu mà các bác hay chơi. Nói thẳng là các bác ở Việt Nam các bác hay thích Omega. Thì đây sẽ là một chiếc size 36,5 rất là to, đẹp để các bác sở hữu. Ở đây thì em sẽ có nguyên một cặp các bác nha. Nguyên một cặp đây, cặp này sẽ là cặp Mido các bác nha. Cặp Mido của em đây. Về thiết kế thì khác nhau mỗi cái phần mặt số đấy các bác ạ. Về thân vỏ thì nó là một rồi. Đấy, dây khóa zin đét đèn đẹp toàn bộ khác nhau. Chiếc này sẽ là mặt chảy tia, chiếc này sẽ là mặt nền trắng đính đá, đính đá trắng phải đính kim cương được các bác nhé. Đo xem nào, size bao nhiêu đây? Rồi, hai em này thì size 37,5 các bác nhá. Đấy, vỏ thép vẫn là mẫu thép tây, automatic hỗ trợ co tay, hai ô nịch nhá. Mỗi lần chỉnh nịch lên nịch số thì các bác sẽ vặn lên nịch thứ, các bác vặn ngược lại rất là dễ. Còn chỉnh giờ rút thẳng ra cho em. Automatic, hai chiếc này ở trong cái tình trạng là quá hoàn hảo rồi các bác ạ. Nếu bây giờ tính độ đẹp thì nó từ 90-95% các bác nhá, chứ bảo 100% không có đâu các bác ạ, vì hàng này không còn đâu. Những cái form mẫu này được sản xuất khoảng từ những năm 1980. Đấy, dây thép đèo đầm tay lắm. Và trên thị trường cũng có một số mẫu video người ta làm nhái thì các bác phải để ý kỹ giúp em nhá. Tránh mua phải hàng nhái, vì những chiếc hàng thật các bác cầm trên tay cái các bác biết ngay. Và đối với em thì em có thể nhìn qua cái bộ mặt số này biết được đâu là thật hay đâu là giả các bác nhá. Rồi, những chiếc hàng thật thì nhìn lúc nào nó cũng khôn. Đấy, đấy là cái vấn đề như thế. Rồi, hai chiếc này khá là bén cạnh các bác nhá. Xem qua một chút về phần mặt số này. Đây, mặt nền trắng thì một màu trắng tinh rồi các bác ạ. Còn chảy tia thì sẽ chảy tia chạy dọc xuống cái phần quýt mết này các bác này. Mido chỉ huy Commander, Mido Commander chỉ huy. Em này thì hai em này thì rất là đơn giản thôi các bác. Em Mido này 10 triệu, em này 10,5 triệu, khác nhau về cái phần mặt số thôi, chỉnh làm 500 nghìn thì các bác lựa chọn. Và quên mất một em Rado bên này các bác ạ. Một em Rado Demi, em Green Hawk. Form dáng khác nhau đấy các bác nhá, chứ không phải là giống hết như form này đâu các bác nhá. Khác nhau đấy các bác ạ. Form em này sẽ béo hơn, rụt hơn. Em này sẽ thon hơn này. Để đi với dây da thì phải thon hơn đúng các bác. Còn đi với dây Demi kim loại thì người ta sẽ thiết kế phù hợp với cái phần dây kim loại. Đấy, em này thiết kế còn nguyên cả dây khóa đây các bác này. Là đồ đầy đủ đấy các bác này. Núm zin nhá. Mặt số thì không chê rồi. Đời này sẽ là đời kính khoáng này các bác nhá. Kính cứng chứ không phải kính sapphire đâu. Nói chung là chúng chịu lực và chịu sức tốt hơn so với những cái đời này, những cái đời Mika. Nhưng thực ra nó cũng chả khác gì nhau các bác ạ. Vì Mika dùng các bác dùng chảy chả chán chả sao. Nhiều bác dùng rồi các bác cũng biết rồi đúng không ạ. Quan trọng là cái sapphire, sapphire thì ít lắm. Còn đã là hàng xưa thì chủ yếu là Mika hoặc là kính cứng nhá. Em này thiết kế cũng thiết kế như thế các bác ạ. Giống hệt như chiếc vàng kia, size 35. Hơn cái là còn đủ dây khóa, dây đầy mi kim loại các bác ạ. Em này thì 12 đồng một chút thôi để các bác sở hữu rồi. Ở đây thì còn một chiếc khá là đặc biệt các bác ạ. Đó là một em Nong Zin, hàng nót các bác nhá. Hộp khiếc đầy đủ đây các bác này.
hộp đỏ nhá, logo vàng này, chạy dọc xuống đây cho các bác xem. Đấy. Từ năm xin từ 1867, không phải là sản xuất năm 1867 đâu các bác nhá. Đây là cái hình như em nhầm là năm thành lập hay là cái bản kỷ niệm gì đấy. Đấy, mặt vàng mỡ gà, đời cơn quét nhưng mà không có cá đâu các bác ạ. Cơn quét là tùy từng đời thôi. Các bác nhìn này. Nét căng nha. Siêu siêu nét luôn. Toàn bộ zin hết, không chừa cái gì cả. Khóa zin này. Đấy, khóa zin này. Dây zin này. Cho các bác xem luôn. Khóa zin, dây zin, không chừa cái gì cả. Mua người chủ cũ, người ta mua ở hãng như nào về thì về tay em y như thế, chả khác nhau. Đấy. Dây da logo còn rất là rõ nét nha. Nguyên một cái tem này các bạn, tem đánh dấu bảo vệ đít còn nguyên này các bác này. Đấy. Ở chỗ này em này em chưa lau chùi gì các bác ạ. Chưa lau chùi gì, chưa vệ sinh gì cả, chưa động chạm gì cả. Đấy. Em mua ở bên Tây về như này em để nguyên như thế. Nó hơi có một chút cái vân tay nhỉ kệ thôi các bác ạ, vì nó quá đẹp rồi. Không có điểm gì để chê các bác ạ. Rồi, đây này em đóng zin. Hàng nào còn hàng nót nha. Full toàn bộ mọi thứ. Bác nào thực sự thích em này thì hãng liên hệ với em, vì em này thực sự giá cũng khá là chát đấy các bác nha. Chưa tới 20 triệu đồng, dưới 20 triệu nhiều, nhưng vấn đề là giá khá là chát đấy. Các bác để ý kỹ giúp em nha. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video giới thiệu của bên đồng hồ Vang Vọng. Các bác thích chiếc nào thì các bác liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947 để em hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.